Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Các bạn thân mến, cây bồ đề mà mọc trước nhà là điều tốt hay xấu? Và những lưu ý về phong thủy khi trồng loại cây linh thiêng này. Bồ đề vốn là loại cây linh thiêng được biết tới rộng rãi và gắn liền với các điển tích của Phật giáo. Nhiều người có chung thắc mắc liệu cây bồ đề mọc trước nhà là tốt hay xấu? Thì video clip lần này, mình sẽ cùng các bạn đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này nhé. Cây bồ đề hay nhiều nơi còn gọi với cái tên khác là cây giác ngộ. Nguồn gốc xuất xứ của cây bồ đề là ở Tây Nam Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Dương và về phía đông của Việt Nam. Cây sinh trưởng và phát triển với một tốc độ nhanh chóng và đồng thời với đặc tính ưa sáng, dễ thích nghi nên tại Việt Nam cây được trồng ở khắp mọi vùng miền. Đây là một loại cây được cho là rất linh thiêng khi gắn với các điển tích của nhà Phật. Theo đó thì Đức Phật đã ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và từng bước ngộ ra được các giáo lý của đạo Phật. Chính vì thế, loài cây giác ngộ này được trồng nhiều trên thế giới, biểu tượng cho sự may mắn và sự giác ngộ ra chân lý. Cây Bồ Đề là loại cây thân gỗ thuộc họ dâu tằm. Đa số là những cây cổ thụ to với thân cây lồi lõm, cây cao tầm 15 mét là cây mọc cách hình tam giác có màu xanh thẫm. Lá cây thường xanh bán mùa, rụng lá vào những mùa thu nhưng dù có rụng thì trên cây vẫn luôn có những chiếc lá màu xanh. Cành của nó có rễ rủ xuống, hai bên cành lớn mọc xòe ra xung quanh. Quả của cây khi chín chuyển sang màu tím đậm, hoa của cây mọc từ. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi rằng cây bồ đề mọc trước nhà là tốt hay xấu? Cây bồ đề mọc trước nhà, loại cây tượng trưng cho sự may mắn và tốt lành. Với những tác dụng mà nó mang lại, với những câu chuyện linh thiêng về Đức Phật, loại cây này thường được nhiều gia đình lựa chọn trồng trước nhà. Nó có thể giúp cho người thân trong gia đình bạn mọi sự bình an và công việc thuận lợi. Do vậy, có thể khẳng định luôn rằng cây bồ đề mà mọc trước nhà là một điềm báo tốt lành cho gia đình. Trồng cây này trước nhà giúp mang lại cho gia đình bạn không khí trong lành, mát mẻ, giảm bớt sự đơn điệu của không gian sống. Vừa tàn lá rộng nên là vào những ngày hè nóng bức thì cây còn mang tới bóng mát cho khu tiền sảnh, giúp điều hòa nhiệt độ để bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Đồng thời cây còn có rất nhiều tác dụng khác về mặt khoa học lẫn tâm linh. Bởi chúng bạn nên lựa chọn cho gia đình mình một cây để trồng trước cửa nhà nhé. Ở một số địa phương thì nhiều gia đình còn trồng cây bồ đề làm cây kiểng trước sân nhà với mong muốn gia đình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu như khu tiền sảnh của gia đình bạn có diện tích khiêm tốn thì chắc chắn là bạn không thể trồng được loại cây thân to và cây cao tới vài chục mét như cây bồ đề. Nhưng nếu như bạn muốn trồng cây này trước nhà thì không phải là không có cách. Thay vì chọn cây bồ đề trồng tự nhiên thì bạn có thể chọn những loại cây bonsai với hình dáng nhỏ nhắn nhưng được cắt tỉa cẩn thận đầy. Cây bồ đề có một ý nghĩa thiêng liêng và có vai trò quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, một hoàng tử của Ấn Độ tên Siddhartha Gautama. Đức Phật Thích Ca ngồi dưới gốc bồ đề thiền định và dần giác ngộ ra giáo lý của đạo Phật. Sau khi giác ngộ ra chân lý, Ngài đã đi tới và truyền dạy đạo Phật ở khắp châu Á. Và một ngày nọ thì hoàng tử Ấn Độ Siddhartha Gautama đi ra ngoài và thấy bốn loại người: một nhà tu khổ hạnh, một người bệnh, một người già và một xác chết. Họ khiến cho hoàng tử Ấn Độ hiểu và tin rằng cuộc sống là một vòng tròn của đau khổ. Vì thế sau khi quyết định từ bỏ chức vị hoàng tử, từ bỏ cuộc sống nhung lụa và trở thành một nhà tu khổ hạnh, ra đi khám phá thế giới và học hỏi. Và trong cuộc hành trình ấy, Ngài luôn ăn chay và bắt mình tu luyện khổ hạnh. Đồng thời ông luyện tập thiền định để tập trung cơ thể và suy nghĩ của mình. Sau 49 ngày ngồi thiền, Ngài đã đạt tới sự giác ngộ cuối cùng cao nhất và trở thành Đức Phật Thế. Hiện nay thì loài cây này được trồng rất nhiều trên thế giới, nhất ở các nước mà Phật giáo phát triển mạnh, hay nó còn được gọi là biểu tượng của sự may mắn. Cây bồ đề có ý nghĩa gì? Theo đạo Phật thì cây bồ đề hay còn gọi với cái tên khác là cây giác ngộ là một loại cây rất linh thiêng và gắn liền với Phật giáo. Bồ đề tượng trưng cho sự cảnh tỉnh, cách sống ngay thẳng và thánh thiện. Đức Phật từng dạy rằng trồng cây cho ta bóng mát, ngoài việc thanh lọc không khí, nó còn bảo tồn trái đất,
Đó là điều lợi lạc cho tất cả mọi người và cho cả bản thân ta. Một người trồng ba loại cây, cây ăn trái, cây cho hoa và cây cho lá để cúng dường tam bảo thì sẽ ân hưởng sự gia trì và sẽ không phạm tội. Có năm loại cây không được chặt, đó là cây bồ đề, cây thuốc, những cây lớn mọc ở bên đường, cây trong rừng xứ lạnh và cây đa. Khi ngồi dưới bóng bồ đề, ta có thể cảm nhận niềm hỷ lạc vô biên. Cây bồ đề là bóng râm che mắt, là ánh sáng trí tuệ luôn soi sáng và tưới tắm cho những ai đang khát khao tìm về cội nguồn an lạc. Đó cũng là tuệ giác được nuôi dưỡng bằng mầm non bồ đề trong tâm thức của mỗi người. Cây bồ đề có nhiều điều huyền diệu, cũng như là khuyên răn chúng ta hướng về trách pháp, học theo những lời giáo huấn của Đức Phật và từ bỏ những thói hư tật xấu, biết hiếu thảo, tôn trọng những người lớn và bề trên, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh. Còn nếu xét về tâm linh, thì cây bồ đề lại mang một giá trị âm hưởng sâu sắc. Nếu như trong tâm của mỗi người hướng về chánh đạo thì luôn được sự phù hộ của ơn trên, đi về đúng nẻo và tu hành đúng lối. Nhưng nếu như tâm ta không tịnh, luôn làm điều xấu, điều ác, mưu kế hại người mà không biết hối cải, quay đầu, bất hiếu với bậc sinh thành, thì đó lại là nơi trú ngụ của các loài ma vương. Cho nên, muốn là người tốt hay xấu đều tùy thuộc vào tâm của mỗi người. Còn về ý nghĩa phong thủy, cây bồ đề nó là biểu tượng của sự may mắn, không chỉ có ý nghĩa về thiêng liêng trong đạo Phật mà cây bồ đề còn mang ý nghĩa phong thủy rất tốt lành, là biểu tượng cho sự may mắn và hành thông. Với những tác dụng mà nó mang lại cùng với những câu chuyện linh thiêng về Đức Phật, loại cây này rất phù hợp để trồng trước nhà. Nó có thể giúp cho người thân trong gia đình mọi sự bình an và công việc thuận lợi. Ý nghĩa thứ hai trong phong thủy của cây bồ đề là giúp trừ tà và tẩy uế. Loại cây này còn có tác dụng trừ tà. Nếu như bạn đang định xây nhà, bạn có thể thỉnh một cây về ghim ở bốn góc của miếng đất nhà mình. Khi đến nơi cũng khấn xin thổ thần cai quản ở khu đất đó, vừa ghim nhánh ấn bồ, vừa niệm Phật xin ngài minh chứng. Như thế thì ấn Phật đã được đánh dấu thì bạn có thể an tâm nơi mình ở được bình an. Ngoài ra thì cũng có một số người phát minh hữu hiệu về sự mầu nhiệm của cây bồ đề nên đã cho ra đời những sản phẩm bột trừ tà và tẩy uế được làm bằng những nhánh cây, rễ cây, lá cây bồ đề và các loại cây lá khác. Các loại lá này được xem đem đi xoay nhuyễn và quyện vào thành một hỗn hợp vô cùng đặc biệt, nhưng vấn đề không thể thiếu được khi mà cho sản phẩm bột trừ tà và bột tẩy uế là phải bắt buộc trì tụng cho kỹ để cho những bột này nâng tầm thành một loại bột có sức sống về mặt tâm linh. Bột tẩy uế cũng có thể giúp cho chúng ta tẩy uế những gì không tốt cho bản thân mình, hay là nhà cửa mới mua hay mới xây, hoặc những ngày gần Tết cần phải trừ tà và tẩy uế cho những gì không tốt đọng lại từ năm cũ. Còn về khoa học thì sao? Trong khoa học thì cây bồ đề có rất nhiều chất mang lại lợi ích, cụ thể như sau. Nhựa cây bồ đề có mùi hương thơm nhẹ và dễ chịu, vì thế mà được ứng dụng chiết xuất trong ngành công nghiệp chế biến nước hoa, tinh dầu thơm, hoặc được tận dụng để chế biến thành cao su cứng. Lá cây bồ đề được dùng làm thực phẩm nuôi thú vật và gia súc rất tốt, vì lá chứa khoảng 9% chất đạm, chất xơ, chất béo và các chất tổng hợp khác. Hoa của cây bồ đề cũng có tác dụng làm thuốc chữa bệnh với tác dụng như là bệnh giúp ra mồ hôi và giảm hạ nhiệt.